hôm nay Tiên sẽ làm một vlog Sài Gòn on lockdown series. Tiên sẽ làm gì trong một tuần, mọi người hãy xem nha. Bây giờ thì Tiên vừa mới ăn sáng xong và bây giờ là 10 giờ 10 o'clock. Hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều công việc phải pending cho nên là chưa có thể bắt đầu được một cái nào cả. Thì bây giờ thường thường thì Tiên sẽ xem phim, cho nên là bây giờ chắc là sẽ xem phim. Ok. Quên mất không uống thuốc. Sáng thường thường Tiên phải uống một viên vitamin hay là sắt, cũng là vitamin. Thì tại vì người Tiên hiện tại đang thiếu máu cho nên là phải uống vitamin để bổ sung thêm máu để đỡ chóng mặt mọi người. Tiên hay bị chóng mặt không? Nên là phải uống vitamin mỗi ngày. Cheers. Bây giờ là đến buổi chiều rồi mọi người, 4 giờ rồi. Thì Tiên có ăn trưa xong và bây giờ sẽ làm việc thôi. Tiên có nói là Tiên sáng giờ Tiên không làm nhưng mà vẫn còn nhiều việc pending để phải giải quyết, cho nên là Tiên phải cố gắng ngồi dậy để làm. Cheers. Làm việc thôi á. Bây giờ thì chắc là cũng ngồi một chút để cho nghỉ mệt rồi coi phim. Rồi kết thúc ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì Tiên sẽ làm một cái swatch. Nói gì vậy? Một cái haul nhỏ về những cái sản phẩm mà Tiên mua ở bên Mỹ, cũng như là cái cách mà Tiên mua đồ size đờ. Mọi người cũng hỏi rất là nhiều, cho nên là ngày mai Tiên sẽ làm cái haul nhỏ cho mọi người. Còn bây giờ thì sẽ bắt đầu làm xem phim và đi ngủ nha. Ok mọi người. Bây giờ thì Tiên sẽ ngủ mới dậy. Bây giờ sẽ ăn sáng, hôm nay sẽ làm pancake. Cá to. Quay một vài video TikTok vui vui. Những cái video này nếu mà mọi người chưa coi, hãy lên TikTok tìm coi.
Bây giờ Tiên sẽ làm một cái ho nhỏ nhỏ những sản phẩm mà Tiên mua được ở bên Mỹ. Về đồ cider thì chắc thôi để ngày mai Tiên sẽ nói. Tại vì bây giờ 8 giờ Tiên có một cuộc hẹn livestream cùng với Nguyên và Sen. Cho nên là bây giờ đã tại là 7 giờ 40 rồi, còn 20 phút nữa thôi. Để khoe cho mọi người đã mua được gì trước. Đầu tiên Tiên mua được ở Sephora là cái này. Đây là cái phấn của Gucci, rất là đẹp. Gucci đợt này làm makeup rất là xuất sắc luôn mọi người. Từ packaging đến sản phẩm. Thơm, má ơi, nó thơm. Để mình thích chóp lại nha, này mọi người coi nè phấn. Đó, mình ở dưới đây nó có một cái ấy luôn để mọi người thấm. Mà nó thơm, dã man luôn á mọi người. Nó không có bị khét kỳ nữa, rất là kiểu xe đồ mà nó. Nè mọi người thấy không? Tiền đánh thông da Tiên nè. Trời ơi. Tiền nhớ là Tiên mua với giá là tầm mấy chục đô, Tiên không nhớ lắm, nhưng mà tầm đó. Tiếp theo thì Tiên mua được cái má hồng này của Tom Ford. Không focus mọi người, nhưng mà ok, Tiên mua Tom Ford. Thì Tiên cũng mua Sephora luôn là cái má hồng. Đỉnh cao, rất là xinh mọi người. Tiên sẽ đánh thử. Sáng nay Tiên cũng có đánh cái này, bây giờ Tiên thích chấp lại một chút cho lát nữa livestream. Hồng hồng rất là xinh luôn mọi người. Nói chung là Tiên mua đợt này Tiên rất là ưng ý luôn những cái thứ mà Tiên mua. Tiếp theo hai cái món nữa Tiên cũng mua Sephora là cái này cũng quá quen thuộc rồi, Beauty Blender với lại đây chì kẻ mắt đỉnh cao đình đám của Anastasia. Lấy ra coi, đây đây là cái chì kẻ mắt Tiên thích nhất từ xưa tới giờ. Đây cũng là một cái chì kẻ mắt Tiên đang rất là thích hiện tại của Bobbi Brown. Hai cây này là bạn đúc của nhau, Tiên đang rất là thích. Nếu mà mọi người có tham khảo về brow thì hai cái cây này nha. Đó là những cái sản phẩm mà Tiên vừa mới mua được ở Sephora. Thì ngày mai Tiên sẽ làm cho các bạn cẩn kỹ hơn về những cái sản phẩm fashion Tiên mua ở Cider. Ok, giờ thì Tiên chuẩn bị live stream đây tại vì các bạn Nguyên vừa mới nhắn rồi. Ok mọi người, bye bye. Buổi sáng thì hồi nãy Tiên có ăn một chút mì rồi, nhưng mà ăn hơi ít cho nên là phải xay thêm một cái ly này để uống cho nó đủ chất. Hôm qua thì Tiên không có quay tại vì hôm qua hơi lười một chút, cho nên là ngày hôm nay quay. Lát nữa Tiên sẽ cho mọi người xem cái ổ xay đợi như đã hứa nha. Bây giờ thì Tiên phải làm một chút công việc. Mặc dù là sáng thứ bảy mà còn khá là nhiều việc Tiên vẫn chưa xong, cho nên là hôm nay phải ráng để hoàn thành xong. Hôm qua thì quá là lười, nằm trên giường nguyên một ngày không làm gì hết, cho nên là hôm nay phải ráng nha mọi người. Let's go. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ đây là 11:50, nhưng mà Tiên sẽ đi lên Tiên tập một chút tại vì nãy ăn cũng no, hơi no cho nên phải nghỉ một chút. Làm việc cũng chưa xong nữa, nhưng mà đi sẽ đi tập. Sau đó thì tầm 12:30 sẽ xuống cơm. Thường thì khi mà ở nhà vào đây thì Tiên hay tập ở trên sân thượng. Views. Yeah. Nhà Tiên hay mở cửa ra vậy nè mọi người. Hứ. Đó. Đã thấy được view và tập thôi. Tới chuyên mục swatch đồ cider thì Tiên mua được cái áo
này rất là đằng sau cột dây rất là đẹp. Cái quần thì thực sự là Tiên rất là thích cái form của quần này không mọi người. Giống như là nó fit cái bụng của Tiên mà cũng thấy được mông nè. Rồi xong cái độ dài của nó cũng vừa nữa. Kiểu như là không biết nữa mà cái quần này kiểu Tiên được chân ái luôn. Chưa thấy một cái form quần nào mà nó đẹp như cái form ngoài. Mặc dù cái chất liệu thì không phải là quá là best, nhưng mà Tiên nghĩ là được để chấm điểm thì Tiên nghĩ quần này tầm 8/10. Yeah, còn cái áo này thì vải cũng khá là mỏng. Bây giờ tiến bộ tiếp theo nha. Tiếp đến là một cái áo khá là basic, cũng không có gì quá là đặc sắc. Quần thì cũng giống cái form quần hồi nãy á mọi người. Nói chung là Tiên rất là ưng cái form, tất cả cái form quần của size D luôn. Và tất cả các quần và đồ của size D thì Tiên đều mặc cái size nhỏ nhất á. Ví dụ như XS, S, ML thì Tiên sẽ mặc XS. Hoặc là những cái size mà số hay là có gì đó thì Tiên đều mặc cái size nhỏ nhất. Cho nên để mọi người tham khảo. Thì yeah, đẹp ha, trời ơi, xuất sắc. Chất liệu cái áo này thì cũng không có gì quá đặc biệt, cũng rất là bình thường thôi. Nếu mà so với chất liệu thì tầm 5-6 thôi. Không, nhưng mà tại vì về giá thì nó khá là dễ mua, cho nên là Tiên thấy đối với giá cả và với cái phong cách này nọ thì Tiên thấy là nó rất là phù hợp luôn á mọi người, thật sự. Tiếp theo thì Tiên có cái váy này. Áo này thì không phải của size D nha. Áo này là áo một cái brand khác ở Việt Nam thôi. Nhưng mà cái váy này thì nhìn xa thì rất là xinh đúng không mọi người. Nhưng mà cái vải của nó rất là bỏng mọi người ơi. Bỏng lắm. Nói chung là mặc cái này là phải mặc. Nói chung là rất là dễ lộ quần trong, cho nên là mọi người phải mặc những cái quần bên trong nó không có cái line thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà về form và này nọ thì khá là ok. Chỉ có cái là vải mỏng quá nên Tiên không thích thôi. Nhưng mà còn lại thì rất là ổn. Tiếp đến thì Tiên có mua một cái quần quần trouser khá là xinh, chỉ nó hơi rộng một chút. Nếu mà Tiên bóp một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cái form thì Tiên thấy nó rất là ổn, đẹp. Chỉ có cái vải thì nó cũng hơi mỏng rồi, cho nên là sẽ dễ rất là lộ. Nếu mà mình coi những cái form trouser này trên mạng thì mọi người sẽ biết được là cái vải nó khá là mỏng. Còn về quần jean thì Tiên thấy là khá là ok. Nói chung là cũng ok đó mọi người. Tiếp đến là một cái áo có đan len như thế này. Nhìn thì rất là xinh đúng không? Nhưng mà Tiên không thích cái phần ở dưới đây nó bị cứ bị như thế này nè. Mã rất là khó, với lại hai bên này nó rất là dễ hở. Cho nên là nhìn chung thì Tiên rất là thích. Nhưng mà nó có những cái khuyết điểm làm cho Tiên không thích lắm. Nhưng mà khá là xinh. Váy này thì của Her Story. Yeah. Còn cái áo của size D thì nói chung là màu này nọ thì rất là xinh, nhưng mà cái form thì Tiên chưa ưng lắm. Và cuối cùng là một cái đầm Tiên rất là thích. Thích từ texture tới cái form dáng kiểu. Tại vì Tiên dạo này đang thích mấy cái đầm mà nó kiểu hơi xòe xòe vậy nè. Mặc rất là dễ chịu, đằng sau thì nó hở như vậy. Và nó có hai cái nơ rất là dễ thương luôn mọi người. Nói chung là cái đầm này là Tiên chấm là 10/10 luôn á. Từ form tới nó rất là vừa Tiên luôn. Mặc vô kiểu vừa từ cổ đến phần dưới là rất là xinh. Yeah. Và nói chung là cái cách thức mua hàng thì nó cũng Tiên mua thì là tại vì Tiên có người quen ở bên Mỹ, cho nên là khi mà Tiên mua thì Tiên ship ở bên Mỹ và người ta mang về cho Tiên, thì cái cách mua này nó rất là khó. Nhưng mà hiện tại thì có nhiều người bạn của Tiên đã mua và mua thẳng từ bên Hồng Kông. Và thì hình như là nếu mà mua thẳng như vậy, nếu mà mọi người mua với 5 hay 6 món gì đó thì hình như là nó sẽ không có bị chặt thuế. Nhưng mà nếu mà mọi người mua nhiều hơn 6 món thì nó sẽ chạc thuế của mọi người. Đó là Tiên nghe thôi, Tiên không biết. Nhưng mà thuế nó chạc cũng phải là từ 50-60 đô, tùy vào cái số lượng các bạn mua nữa. Cho nên là nếu mà các bạn mua thì các bạn cân nhắc một chút. Còn bên Mỹ thì mua rất là dễ. Bên Mỹ thì các bạn chỉ cần order trên 50 đô là free shipping luôn. Còn về Việt Nam thì nó hơi khó một chút. Ok, vậy là vlog Sài Gòn on lockdown của Tiên đây là kết thúc rồi. Mong mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.